Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Mark Home. Và ngày hôm nay lại hẹn gặp lại quý vị, chúng tôi đã đến mảnh đất Hòa Bình để giới thiệu cho quý vị một công trình mà chúng tôi đang thi công. Công trình này thì chúng tôi đã hoàn thành thiết kế cách đây hơn một tháng và hiện tại thì chúng tôi đang trong quá trình thi công. Đứng ngay cạnh tôi đây đó chính là anh Lưu Văn Đạt, giám sát của công trình. Xin chào anh và cảm ơn anh đã tham dự chương trình. Anh ơi, không biết công trình của gia đình chú Khiếu thì đang đến giai đoạn nào rồi anh? Gia đình công trình chú thì đang đến giai đoạn đổ móng bê tông rồi. Dạ, công trình đến giai đoạn đổ móng bê tông. Anh có thể giới thiệu sơ qua cho em biết về mặt bằng định vị công trình cũng như là phần công năng của công trình không anh? Về công trình ở đây thì diện tích sử dụng là 125m2. 125m2. Mặt trước là bao nhiêu mét anh nhỉ? Mặt trước là 8m, 9m75. Và mặt chiều dài là 15m20. 9m75 và 15m20. Vậy thì với cái diện tích này thì không biết là công ty mình đã bố trí cái công năng cho gia đình chú như nào nhỉ? Đối với về công năng của công trình thì ở dưới tầng 1 thì chúng mình sẽ bố trí là một phòng khách, một phòng bếp và hai phòng ngủ và một hai sảnh chính. Dạ. Thì có hai và hai phòng vệ sinh nữa. Hai phòng vệ sinh chung. Hai phòng vệ sinh chung. Vâng, thì với cái công trình như thế này thì mình cần, hiện tại thì đội của nhà mình đây thì sử dụng bao nhiêu nhân công ở đây anh? Về phần nhân công thì mình sẽ có 8 nhân công và một người quản lý và một người kỹ thuật. Vâng, 8 người trực tiếp ở đây. Như quý vị đang thấy thì ở phía sau thì chúng tôi cũng đã dựng lán trại. Tất cả những cái công trình mà do đội ngũ Mark Home thiết kế và thi công trọn gói thì chúng tôi luôn có một giám sát luôn túc trực tại công trình để làm sao đảm bảo cho công trình cái quá trình hoàn thiện cũng như là quá trình thi công được tốt nhất. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đi sâu vào cái phần mà chúng tôi đang thực hiện cho gia đình. Như em thấy đây thì chúng ta đổ xong phần móng. Móng này là mình làm móng gì vậy anh nhỉ? Về phần móng của công trình, trước khi thi công phần móng là chúng tôi sẽ khảo sát về phần địa chất. Dạ. Về khảo sát về địa chất, khi khảo sát xong thì chúng tôi bố trí về móng của công trình là móng cọc. À, móng cọc anh. Móng cọc thì nó sẽ chắc chắn hơn đúng không? Bởi vì bình thường em thấy những cái vùng đất như này thì mọi người có thể dùng móng băng hay là dùng móng cốc, nhưng mà tại sao gia chủ lại lựa chọn móng cọc nhé? Đúng rồi, cái này thì nó trước khi câu chuyện mình vừa nói với bạn là trước khi làm sao là công ty mình đã phải khảo sát địa chất trước. À. Là chúng mình sẽ liên quan đến địa chất và chúng mình sẽ tư vấn cho gia đình là dùng móng băng và móng cọc hay dùng móng gì để cho cái công trình của mình có một điều kiện tốt nhất. Nó chắc chắn nhất đúng không? Đấy quý vị ạ, quý vị có thể xem được tất cả những cái quy trình mà chúng tôi đang thực hiện thì làm sao đảm bảo cho cái sự chắc chắn của công trình, bởi vì cái phần móng là cái phần quan trọng nhất. Như ở đây thì em đang thấy là mình đây là sắt phi 18 đúng không anh nhỉ? Sắt phi 18. À vâng, thì không biết là cái quá trình mà mình đổ móng ấy thì mình thực hiện như thế nào, bởi vì rất nhiều quý vị khán giả rất là quan tâm về cái vấn đề kỹ thuật. Về vấn đề kỹ thuật thì tất cả các vật liệu công trình, về đến công trình thì chúng mình sẽ mời chủ nhà ra nghiệm thu cùng bên kỹ thuật mình. Vâng, tức là về chủng loại vật liệu chủng là sẽ đúng theo ký kết. Đúng theo ký kết và sẽ mời chủ nhà ra nghiệm thu. Dạ. Và trong lúc thi công thì tất cả từ bê tông thì sẽ theo bản vẽ thiết kế. Dạ. Thì với diện tích như này thì mình bố trí bao nhiêu cọc và bao nhiêu đài anh nhỉ? Với diện tích thi công đang hiện tại đây là 16 đài. 16 đài. 16 đài cọc. Trong khi đấy 16 đài cọc đó sẽ bao gồm 30 tim cọc. 30 tim cọc thì làm cách nào để mình xác định được những cái vị trí ở mình bố trí đài cọc như thế nào? Bởi vì em thì em cũng đi rất là nhiều công trình, nhưng mà để về sâu sát về kỹ thuật thì em lại cần sự tư vấn của anh. Về bố trí các đài cọc thì thợ sẽ có những cái ông thợ chính, thợ cả, họ sẽ xác định đúng cái vị trí pin cốt của cái đài cọc đó. Vâng. Tại vì đài cọc là cái thứ nhất rất quan trọng, nó không thể sai lệch được rất nhiều, tại vì cái đấy là rất cần những ông thợ chính, là các bác thợ chính là có những cái kinh nghiệm lâu năm để làm phần pin cọc. Với cọc thêm nữa là chúng tôi có những cái bộ phận như bộ phận kết cấu cũng như là bộ phận về tư vấn giám sát ở trên tổng công ty, thì nếu có bất kỳ vấn đề gì thì có thể điện lên công ty để làm sao cái công trình của mình được xử lý một cách suôn sẻ nhất. Em hỏi một chút thêm một cái về cái phần móng của mình ấy, thì mình sử dụng cái thép loại gì và cũng như là bê tông như thế nào anh?
Về phần móng của công trình, mình sẽ sử dụng thép Hòa Phát và bê tông móng sẽ sử dụng bê tông thương phẩm, bê tông tươi Mark 250. Bê tông tươi Mark 250. Bây giờ thì mình đã làm xong phần cọc rồi, thì mình không biết mình chờ khoảng bao nhiêu ngày nữa thì đến làm phần tiếp theo, và cái tiến độ của công trình như nào ấy nhỉ? Bây giờ tiến độ của công trình mình đã làm xong phần móng rồi, và tiến độ của tầng mái tầng 1 sẽ là vào khoảng 20 tháng 7, dự kiến là 20 tháng 7, trong khoảng 20 ngày. 20 tháng 7 thì sẽ làm móng phần 1. Và dự kiến cái công trình này thì đến khoảng bao lâu thì sẽ hoàn thành ấy? Dự kiến của công trình, mình đang dự kiến của công trình sẽ vào rơi tầm 20 tháng 9 là sẽ hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao nhà cho chủ nhà. 20 tháng 9 thì công trình nhà mình sẽ làm trong tầm khoảng 5 tháng. Quý vị thấy thời gian của chúng tôi như thế nào? Và tất cả những công trình thì chúng tôi luôn ký kết với chủ đầu tư là làm sao đảm bảo được cái kỹ thuật, chất lượng cũng như là tiến độ nhất cho công trình. Anh Đạt đây, anh có thể giới thiệu cho em sơ qua một chút về cái mặt bằng bố trí định vị của công trình không? Như kiểu phòng ngủ, rồi phòng khách, rồi phòng bếp, rồi phòng vệ sinh như thế nào? Tức là tầng 1 thôi, còn tầng 2 thì chắc là mình sẽ chiếu bản vẽ cho quý vị và các bạn có thể hình dung ra. Giới thiệu mọi người, và chỗ mình đang đứng đây là phòng khách. Phòng khách đây, phòng khách đây đúng không ạ? Hình dung cho quý vị cái mô ở trên này là phòng khách đây. Phòng khách này có diện tích là bao nhiêu hả anh? Phòng khách mình đang có diện tích là 22,4m2. 22,4m2. Một diện tích cũng khá là hợp lý để có thể bố trí được sofa, bàn trà để tiếp khách đúng không? Cũng như khu vực vệ sinh, cũng như khu vực kệ để tivi, hệ giải trí. Rồi, tiếp theo khu vực ở bên kia là... Tiếp theo ở khu bên kia thì sẽ bố trí một phòng ngủ và một nhà vệ sinh khép kín. Vâng, tức là phòng này sẽ được bố trí thêm một nhà vệ sinh khép kín nữa. Thì không biết là cái khu vực nhà vệ sinh của mình ở bố trí ở khu vực nào anh nhỉ? Đấy, nhà vệ sinh mình sẽ bố trí ở khu vực góc ở... Ở bên này đúng không? Ở góc bên này. Vâng. Và theo như em nhìn thấy thì có phải đằng sau đây là khu vực mình để bể phốt không anh? Đúng rồi, khu vực đằng sau này mình sẽ bố trí một phòng ngủ nữa và một nhà vệ sinh ở cuối. À vâng, một phòng ngủ ở đây nữa, tức là tầng 1 này sẽ có một phòng khách này, hai phòng ngủ này, phòng ngủ bên này. Phòng ngủ này thì có diện tích ở bao nhiêu anh? Phòng ngủ dưới này, còn đây sẽ là cầu thang. À đây là vị trí cầu thang. Phòng ngủ dưới này có diện tích bao nhiêu anh? Phòng ngủ dưới này sẽ là 13,5m2. 13,5m2. Vâng. Vậy còn hai khu vực ở hai khu vực bên này sẽ là phòng bếp ăn. Bếp ăn của bên mình sẽ bố trí là 20m2. Vâng. 20m2 vị trí bếp ăn, bếp nấu. Bếp ăn, bếp nấu. Và đặc biệt ngôi nhà này có một cái rất hay, đó là một cái sân ướt. Sân ướt là ví dụ nhà mình sau này có công có việc có việc ấy, thì mình có mình thể sẽ có sử dụng ở ngoài công sân ướt sẽ sạch sẽ và rất tiện lợi cho gia đình. Dạ vâng, em hiểu. Rất nhiều những công trình chúng ta thường sẽ bố trí những cái khu vực sân ướt hoặc khu vực nhà kho với mục đích là làm sao đảm bảo được cái sự sạch sẽ, cái sự riêng tư cho gia đình nhất. Đúng rồi, đúng rồi. Thêm một phần nữa em hỏi một chút là cái vấn đề mà chúng ta vấn đề thi công, vấn đề ép cọc ấy, thì cái cách mà chúng ta đập đầu cọc cũng như là chúng ta ép cọc làm sao để cho đảm bảo chất lượng công trình nhất thì chúng ta thực hiện như nào ạ? Về phần thi công cọc, chất lượng cọc khi chúng tôi ép cọc xuống thì chúng tôi sẽ để dương và dương đầu cọc lên. Để dương đầu cọc. Và sẽ phá đầu cọc để 40 phân thép, thép chờ để ăn thép chờ đó sẽ ăn trực tiếp vào phần móng này luôn. Vâng. Và cái vấn đề đập đầu cọc như thế nào anh nhỉ? Đập đầu cọc thì chúng tôi sẽ lấy máy cắt đầu cọc cho vuông và chúng tôi sẽ lấy máy, chúng tôi sẽ đục đầu cọc. Vâng, để làm sao em hiểu ý đơn giản là chúng ta làm sao để cái vấn đề cọc của chúng ta luôn được chắc chắn và làm sao cho đảm bảo được cái quá trình ép cọc của chúng ta. Cái độ sâu của mình ép cọc ở công trình này là bao nhiêu? Độ sâu ép cọc công trình 9m. 9m đúng không? Vâng. Đó quý vị, một chút thông tin về kỹ thuật và chắc chắn rồi chúng tôi sẽ quay lại trở lại với những tiến trình tiếp theo là chúng tôi sẽ làm mái cũng như là hoàn thiện dần về công trình. Và hy vọng rằng quý vị sẽ theo dõi những số tiếp theo của Mark Home để biết được công trình của nhà chú Khiếu như nào. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với buổi phỏng vấn với chủ đầu tư. Kính thưa quý vị và các bạn, và ngồi ngay cạnh tôi đây là chủ đầu tư của công trình, chú Hoàng Đình Khiếu. Vâng, xin cảm ơn chú và xin chào chú đã tham dự chương trình. Chú ơi, cho cháu hỏi một chút là không biết là cơ duyên nào để nhà mình biết đến công ty Mark Home để lựa chọn làm công ty thiết kế cho gia đình nhà mình ạ? Về vấn đề này, trước khi xây nhà thì tôi cũng đã tham khảo rất nhiều
bạn bè là một, hai nữa là trên mạng. Thực tế ra cũng chọn lựa ra cũng rất nhiều công ty. Thực tế sau khi đó thì khi xem tất cả những cái video cũng như giới thiệu về công ty, cũng như là thực tế một số cái công trình và công ty đã triển khai thi công. Dạ. Thì gia đình chúng tôi lựa chọn công ty Mark Home để thi công ngôi nhà của mình. Vâng ạ. Vậy thì sau khi mà mình đã lựa chọn ấy, thì đến ngày hôm nay là bọn cháu về tham quan ấy, thì trong quá trình làm việc thì mình có những khó khăn gì, hay là mình cảm thấy anh em làm việc trong công ty như thế nào không ạ? Thực sự ra mà nói là khi đã lựa chọn công ty Mark Home rồi, từ khâu thiết kế nên chính vì thế là giữa công ty với lịch gia đình chúng tôi ấy thì có những cái sự phối kết hợp rất là nhuần nhuyễn. Dạ. Thứ hai nữa là trong quá trình làm thiết kế cũng phải mất đến 2-3 tháng, là vì thực tế ra thì công ty chỉ mất khoảng 1.5 tháng là có thể xong một cái bản thiết kế rồi. Dạ. Nhưng vì gia chủ đề xuất rất nhiều các cái vấn đề khác nữa nên là giữa công ty với lại gia chủ là cũng đã có sự bàn bạc thống nhất và cuối cùng là đi đến một cái bản thiết kế rất là hoàn chỉnh. Vâng, bởi vì trong cái quá trình thực hiện ấy, thì luôn luôn chúng tôi có sự tương tác với chủ nhà để làm sao được ra được những cái mẫu thiết kế đẹp nhất, khiến cho gia chủ ưng ý nhất. Vâng, và bọn cháu cũng xin chúc mừng gia đình mình và cũng mong rằng là công trình nhà mình sau khi hoàn thiện thì bọn cháu sẽ được xin phép được quay lại một lần nữa để quay lại hoàn thiện công trình nhà mình. Và kính chúc gia đình nhà mình sẽ có một công trình như ý muốn. Vâng, cháu xin cảm ơn chú đã tham gia chương trình. Và kính thưa quý vị khán giả, và nếu quý vị yêu thích những thiết kế của Mark Home hoặc là mong muốn Mark Home thiết kế cho căn nhà của mình thì hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ kiến trúc sư tư vấn viên của Mark Home sẽ tư vấn cho quý vị một cách tận tình nhất. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.